Dạ, hello, xin chào tất cả các anh chị đã quay trở lại với kênh Huyền Xe Cổ Sài Gòn của em. Cái dòng xe tải nhỏ thì cũng rất là nhiều các anh chị gọi điện thoại trong suốt thời gian qua cho em. Thì những cái xe tải van như thế này không phải lúc nào cũng có xe đẹp. Dạ, tại vì hầu như là tất cả những xe như thế này là sẽ sử dụng để chở hàng hóa, cũng giống như là xe gia đình có kinh doanh, chở bia, chở cái cây gì đó thì cũng rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay bên em về một chiếc xe tải van nhỏ, đây là đời 2021 luôn nha các anh chị nha. Đây là bản phiên bản Taco Towner van 2S nha các anh chị nha. Máy 1.4, xe thì biển số ở Sài Gòn luôn, đứng tên công ty số có đời nha các anh chị nha. Thì dòng xe tải nhỏ này thì rất là chuyên dụng luôn để chở hàng hóa, chắc cho các công ty nhỏ lẻ nè, cũng giống như là các hộ kinh doanh gia đình thì cái khu vực chở hàng nè này ha. Cái này là ảnh như là lót rồi. Dạ, thì nó có một cái khung nhằm phía sau để đỡ ha, chở hàng. Cái xe này mới chạy có 3.000 thôi nha các anh chị nha, 3.000 thôi. Thì cái này rất là chuyên dụng luôn cho các gia đình mà kinh doanh nhỏ lẻ nè, muốn chở hàng hóa nè. Cái này là không có cấm nha các anh chị nha, không có cấm chạy, có thể chạy vi vu trong thành phố luôn nha. Xe mới trẻ có 3.000, đời 2021 luôn nha các anh chị, 2021 luôn, biển số ở Sài Gòn luôn. Cái này thì bỏ lên nhưng mà do là bên em hiện tại đang rất là nhiều xe thì em không thể mở cái phần phía sau này cho các anh chị coi được ha. Thì nó có đến 1, 2, 3, 4 và 5 cửa nha các anh chị nha, 5 cửa. Đây, Towner van 2S nha các anh chị nha. Này là của hãng Taco. Mã xe để nó màu trắng nữa, mã xe để mới chạy 3 ngày thôi. Do là công ty này nó dư xe nhiều á nên là họ bán. Cái tải trọng của xe này là 945 kg nha các anh chị nha. Đây. Xe cũng còn rất là đẹp luôn. Mới chạy có 3.000 thôi. Xe thì cái này là hai chỗ ngồi nha các anh chị nha. Hai chỗ ngồi thì cái này là được trang bị luôn là ghế da ha. Được trang bị luôn ghế da. Máy lạnh là phà Vivu luôn nha. Đây. Em leo lên đây tại vì bên kia nó bị chật quá em không vô được. Số sàn nha các anh chị nha. Số sàn. Đây, xe chạy được 3.309 km nha các anh chị. 3.309 km. Xe chỉ có giá hơn 200 một tí xíu thôi, hơn 200 thôi nha các anh chị nha. Này. Này mà mình mà các gia đình, hộ kinh doanh gia đình nó muốn chở hàng quá đi xa thì mua chiếc xe này nó cũng rất là tiện ha các anh chị. Em nghĩ là đã khi mà kinh doanh gia đình thì mình cũng đã suy nghĩ đến cái hướng gọi là mình kinh doanh xa rồi ha. Chở đi hàng hóa khách tỉnh thành. Chiếc xe nhỏ lẻ nhìn nó rất là gọn luôn, chất hàng cũng nhiều lắm ạ. Có tẩu thuốc đàng hoàng luôn ha. Bên em thì cam kết với các anh chị là xe không đụng ngập nha. Bao các anh chị đi chết hãng luôn. Ha, cô thì nó quá gọi là quen thuộc rồi. Với cái giá khoảng 200 hơn là mình có một chiếc xe tải van rồi. Rồi các anh chị nào đang có nhẽ quan tâm về cái dòng xe tải van như thế này thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0902600126 nha. Các anh chị nào muốn bán xe hoặc muốn đổi xe thì cũng có thể liên hệ với em luôn. Bên em thì có cáp đổi cũng như là các anh chị muốn bán xe thì bên em sẽ thu giá gọi là cao nhất thị trường cho các anh chị nha. Rồi, các anh chị nhớ like và đăng ký kênh của em để theo dõi video tiếp theo về những dòng xe bên em nha. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ạ.